kênh tin tức online. Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo những bản tin của chúng tôi. Và trong ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều thông tin mới và hấp dẫn. Thông tin đầu tiên bất ngờ lật kèo ngoạn mục, Thái Lan vượt qua Trung Quốc để tổ chức lễ hội bóng chuyền thế giới VNL 2024. Tiếp theo là thông tin chủ công Quản Trọng Nghĩa tiếp tục thi đấu tăng cường ở giải vô địch quốc gia 2024. Đối tiếp là thông tin đầy bất ngờ khi hé lộ hai lý do chính dẫn tới quyết định, Thanh Thúy không tái ký hợp đồng tiền tỷ với câu lạc bộ Nhật Bản. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ khi Bích Tuyền lần đầu lên tiếng trên truyền hình về chấn thương sau chức vô địch lịch sử cũng như lý do thường xuyên từ chối lên tuyển, mong muốn noi gương một loạt huyền thoại bóng chuyền Việt Nam. Thông tin đầu tiên bất ngờ lật kèo ngoạn mục, Thái Lan vượt qua Trung Quốc để tổ chức lễ hội bóng chuyền thế giới VNL 2024. Những tuần qua, một trong những thông tin đáng chú ý nhất của bóng chuyền thế giới là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Trung Quốc và Thái Lan. Cả hai quốc gia đều rất quyết tâm đăng cai vòng chung kết Volleyball Nations League 2024. Trước đó, giới chuyên gia và báo chí đều nhận định rằng Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này. Mọi yếu tố của Trung Quốc đều vượt trội Thái Lan từ cơ sở vật chất, tiền bạc và cả mức độ ảnh hưởng trên bản đồ bóng chuyền thế giới. Thế nhưng Thái Lan đã tạo nên cuộc lật kèo ngoạn mục khi đánh bại Trung Quốc và giành quyền đăng cai vòng chung kết VNL 2024. Là môn thể thao quan trọng và được quan tâm hàng đầu tại Thái Lan, thông tin này giống như một lễ hội với người hâm mộ bóng chuyền xứ sở Chùa Vàng. Từ cảm xúc trông đợi, thất vọng khi tưởng chừng cơ hội đã vụt khỏi tầm tay, cho tới vỡ òa khi giành được quyền đăng cai vòng chung kết VNL 2024, đó là những cung bậc cảm xúc của bóng chuyền Thái Lan trong hơn 2 tháng qua. Sau khi đăng cai thành công một tuần vòng bảng tại VNL 2023, việc có được vòng chung kết VNL 2024 được coi là bước tiến lớn của đất nước Đông Nam Á. Volleyball Nations League là một trong những giải đấu danh giá của bóng chuyền thế giới, nơi quy tụ 16 đội bóng hàng đầu thế giới. Sau khi khép lại vòng bảng, 8 đội đứng đầu sẽ tiến tới vòng chung kết, bắt đầu thi đấu loại trực tiếp từ tứ kết, bán kết rồi tới chung kết để tìm ra nhà vô địch. Với việc đăng cai thành công vòng chung kết VNL 2024, bóng chuyền Thái Lan không chỉ gia tăng uy tín trên bản đồ thế giới, thủ đô Bangkok nơi diễn ra giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục kích thích du lịch, văn hóa, tài chính khi những người hâm mộ bóng chuyền thế giới trên khắp thế giới đổ về đây. Nối tiếp chủ công Quản Trọng Nghĩa tiếp tục thi đấu tăng cường ở giải vô địch quốc gia 2024. Thông tin mà Sài Gòn Giải Phóng có được, chủ công Quản Trọng Nghĩa tiếp tục được khoác áo tăng cường thi đấu cho một đội bóng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Tại giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 sắp tới, đội bóng chuyền Nam Ninh Bình thuê tăng cường Quản Trọng Nghĩa trong đội hình. Năm ngoái, tay đập này từng được đội bóng trên thuê tăng cường và dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ban hành điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2024. Theo đó, lượt vòng bảng được tổ chức từ ngày 20 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5. Đồng thời, ban tổ chức cho phép các đội bóng thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2024 được phép chuyển nhượng 2 vận động viên lên thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2024. Chính vì thế, Quản Trọng Nghĩa được thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia là không vi phạm quy định. Năm 2023, cầu thủ này đã được tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games 32 và giành huy chương bạc ở Campuchia. Tuy nhiên, sau giải đấu trên, Quản Trọng Nghĩa đã dành thời gian để hoàn thiện nốt chương trình học của mình nên vắng mặt cùng đội tuyển bóng chuyền nam ở giải AVC Challenge Cup 2023 và CV League 2023. Ngay đầu tháng 1 vừa qua, chủ công người quê gốc Phú Thọ này đã chia sẻ hình ảnh cưới vui xuân mới cùng người bạn đời của mình. Ban huấn luyện đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K02 cho biết Quản Trọng Nghĩa vẫn tập trung tối đa cho sự nghiệp bóng chuyền để thi đấu giành kết quả tốt nhất với đơn vị chủ quản. Tiếp theo là thông tin bất ngờ khi hé lộ hai lý do chính dẫn tới quyết định, Thanh Thúy không tái ký hợp đồng tiền tỷ với câu lạc bộ Nhật Bản. Ngôi sao bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam thi đấu sau 6 năm chơi tại nước ngoài. Cô đã quyết định không tái ký hợp đồng tiền tỷ với câu lạc bộ Nhật Bản PFU. Ngôi sao bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam thi đấu sau 6 năm thi đấu tại nước ngoài. Mùa giải 2023-24 là năm cuối trong bản hợp đồng của Thanh Thúy với câu lạc bộ PFU Bluket của Nhật Bản. Sau khi hợp đồng này hết hạn vào tháng 4 năm 2024, Thanh Thúy sẽ trở lại đầu quân cho câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Giám đốc công ty thể thao Bình Điền Long An, ông Thái Bửu Lâm, cho biết, trong suốt những năm qua, chúng tôi đã tạo mọi điều kiện có thể, hy sinh thành tích để giúp Thúy có cơ hội ra nước ngoài trau dồi kinh nghiệm. Sau 6 năm, Thúy đã trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong những tay đập hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam và khu vực. Chúng tôi rất vui mừng khi Thúy sẽ trở về quê hương thi đấu. Có hai lý do khiến Thanh Thúy quyết định không tái ký hợp đồng với PFU Bluket. Đó chính là muốn được ở gần gia đình sau nhiều năm thi đấu xa nhà và muốn theo đuổi việc học đại học. Thanh Thúy chia sẻ, tôi rất vui khi được trở về Việt Nam thi đấu. Sau nhiều năm thi đấu ở nước ngoài, tôi muốn có thêm thời gian bên gia đình và hoàn tất việc học. Tôi cũng hy vọng sẽ cùng VTV Bình Điền Long An giành nhiều thành tích trong thời gian tới. Quyết định trở về Việt Nam thi đấu của Thanh Thúy nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong nước. Sự trở lại của Thanh Thúy chắc chắn sẽ giúp câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An trở thành một đối thủ đáng gờm tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ khi Bích Tuyền lần đầu lên tiếng trên truyền hình về chấn thương sau chức vô địch lịch sử cũng như lý do thường xuyên từ chối lên tuyển, mong muốn noi gương một loạt huyền thoại bóng chuyền Việt Nam. Tay đập của câu lạc bộ Ninh Bình, Bích Tuyền có những chia sẻ trên VTV về sự nghiệp bóng chuyền của mình. Trong năm 2023, Bích Tuyền chính là nhân tố chủ chốt giúp Ninh Bình LP băng giành chức vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Theo thống kê, Bích Tuyền là vận động viên ghi nhiều điểm nhất với tổng cộng 189 điểm, đi kèm hiệu suất tấn công hơn 50% tính ở vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023. Riêng ở chung kết, Bích Tuyền ghi 32 điểm cùng hiệu suất ấn là 61%. Sau chức vô địch lịch sử, Bích Tuyền có những chia sẻ trên sóng VTV, em bắt đầu bước vào con đường thể thao cũng như bóng chuyền từ năm 2014. Lúc đó em là học sinh cấp 2 của trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Lúc đó em được một cô ở Vĩnh Long đến xem và xét tuyển vào đội bóng chuyền của tỉnh. Lúc đó em chưa biết bóng chuyền là gì hết. Do em thích chơi thể thao nên đã nhanh chóng thích nghi với bóng chuyền. Em bước vào bóng chuyền thì em chỉ nghĩ là chơi cho vui, thỏa mãn đam mê thể thao chứ không nghĩ là sẽ có được như ngày hôm nay. Từ lúc bước đầu em vào bóng chuyền, em bị ảnh hưởng hình ảnh của một người đàn chị ở Vĩnh Long là chị Hà Ngọc Diễm. Lúc đấy, em cũng muốn noi theo các chị Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến và Đỗ Thị Minh, Bích Tuyền phát biểu. Có một lần em bị rách cơ bụng và chấn thương lưng của em thành mãn tính. Em cũng cố gắng điều trị và tập luyện để hồi phục để duy trì sức khỏe của mình. Cảm giác không được thi đấu mà chỉ đứng ngoài sân nhìn thì cũng buồn, Bích Tuyền chia sẻ. Lúc em được tham dự VTV Cup, em thấy rất là thích bởi vì được cống hiến cho người hâm mộ. Lần đầu dự VTV Cup em thấy rất là áp lực, tâm lý vì đấy là lần đầu tiên em tham gia giải đấu lớn như thế trong màu áo tuyển trẻ quốc gia, Bích Tuyền nói thêm. Chức vô địch vừa rồi là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong cuộc đời của em. Em cũng thấy vui và vinh hạnh vì được cùng đồng đội nâng chức vô địch đấy. Em không đặt áp lực cho bản thân phải làm được như năm vừa rồi vì trong thể thao có những trạng thái khác nhau. Em chỉ cố gắng cống hiến hết mình, Bích Tuyền khẳng định. Theo con đường thể thao chuyên nghiệp này thì nó khá là nhiều khó khăn và vất vả. Cơ bản là mình đam mê với nó thì mình sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn, mình sẽ kiên trì đến cùng với mục tiêu của mình, Bích Tuyền phát biểu.